rồi nộp ngay chăng cái đầu đó luôn rồi. Cầm hai tay cho nó chắc. Được một con cá bự nữa. Tiến ơi, đợi chị cái Tiến ơi. Ôi, cá bự dưới đây. Ôi, quá chừng đã luôn. Ôi. Nè, nãy giờ hụt mấy con rồi, cuối cùng thì cũng dính được một em. Hai con. Ê, lấy cái xuồng lại đi. Để lên xuồng luôn mới đã. Xin chào chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Cẩm Vân Cô Gái Miền Tây. Hôm nay thì mấy chị em mình đi ra ngoài ruộng để kéo côn. Ở đây là Vân đã làm được một cái vàng ấy nè. Bây giờ mình sẽ bọt vô cái xuồng này để mình kéo. Mình kéo côn không phải đẩy côn nha. Người ta đẩy côn qua là mình kéo côn. Ơi, gì thế? Phải không? Dưới lắm bự. Hai cái này nãy chị kéo quên rồi đi. Một bên ba mấy ký rồi. Cái này là một bên ba mươi mấy ký á. Kéo ngày tối thì khỏi cơm. Bây giờ là mình đang cột hai bên nó vô trong cái mũi xuồng để mình kéo. Trong đây mà không có Tiên ơi, mới thấy nó chạy, chị gọi tao nó chạy mà nó tẹt.
đẩy con biết bao nhiêu lần luôn á. Tại vì mình phải đi bằng bộ, còn đẩy con là được phải chạy máy nó đỡ rồi. Nhìn tiếp nha, nhìn tiếp nha. Cái co hả? Con đi theo con phía sau để khi nào mà mình thấy cá chuối thì mình sẽ nôm. Tỷ với hậu là có gì mình cũng kéo. Nãy chỉ mới đụng nó cái mồm này nó tiêu rồi. Mới chạy không anh? Ờ con mồi thứ này nãy chỉ mới đụng nó luôn á. Tại bên này nó ấy nè, chị xem chị giảm tắt bên này rồi. Còn không? Còn nhóm không? Còn không? Còn tiêu rồi. Ừ. Nãy chỉ mới đụng nó luôn. Hay vậy ta. Su. Hụt hai con, một con ơi, lấy cái xuồng ơi đi, để lên xuồng nó mới đã. Yeah. Được một em nữa nè. Ai ơi, cho chị để lên cái xuồng cái tiếng này. Còn con cá thứ hai. Nó chúa bự lắm á. Rồi, coi bộ mé trong giường, con thích mấy cái mà mé trong giường lắm. Cá nó hay vô mé trong này nó ở nhiều lắm. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Hảo biết coi không? Hảo coi rồi thấy nó chuối lên xình 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 hảo. Rút kinh nghiệm, con sẽ dò ở trên chứ. Trời ơi. Không, có kinh nghiệm liền. Nó chuối sâu dưới sình á. Đây, được một em nữa nè, con này nó cũng bé bé.
nộp cho chăng cái đầu đó luôn rồi. Cầm hai tay cho nó chắc. Được một con cá bự nữa. Tiến ơi, đợi chị cái Tiến ơi. Ôi, nó chạy thế mà dốc dãy chứ. Ôi, cái thuận như thế. Đừng chạy hay kìa. Dốc lại. Bây giờ thì trời cũng bắt đầu tối rồi. Mình cuốn vàng mình vô luôn. Nãy giờ cũng nôm được ít cá rồi đó. Con mới kêu hậu đem cái xô qua để mình đựng cá vô nè. Đây, bữa nay là bắt nôm được nhiều cá rồi nè. Ngày hôm qua giấc chiều á, khi mà nôm xong được mấy con cá là Văn với Tiễn cũng định nướng luôn rồi, nhưng mà do trời mưa tới mình nướng không kịp, nên là sáng nay trời bắt đầu nắng nắng là Văn với Tiễn đem ra nướng nè. Hôm nay thì mình sẽ nướng chui. Chắc là lá dừa qua đây, Tiễn bỏ củi nhỏ nhỏ ở đây cho chị nè. Trời mưa này mà muốn nướng chui là cũng hơi cực á, tại vì không có củi và lại không có lá cây khô. Cái này nó cũng dễ cháy nè, tại vì ba cái củi này nó kiểu dạng nó mục hết á. Mình chắc củi củi vòng vòng xong mình chắc. Chắc cái lá cây, chắc cái lá dừa. Quả nha. Bắt đốt luôn đi. Ê, bỏ thêm cái lá dừa vòng vòng nó không, để sợ ấy không, nó không cháy á. Mấy cái cây tre khô khô này thấy dự vị chứ nó cũng dễ cháy lắm. Cho miếng này rồi đốt lên là được. Chị chưa? Bọc bọc khỏi ra. Này, đưa cái hộp này cho chị. Trời, cháy luôn. Dạ. Không Tiễn, chị đốt một cái mà cháy luôn không Tiễn. Quá khen. Này, bỏ cái dừa qua cái này nè, đốt chỗ con cá này nè. Nhét vô luôn. Nó không tắt qua được đâu. Có thủ thuật của nó. Nóng 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 nóng. Cháy rồi. Cái dây tre này nó dễ cháy nè. Cá chín này. Ôi con cá rô nó khòn, nó thành đen lùi luôn rồi Tiến ơi. Ê, chưa, nóng quá chưa bỏ được. Đây 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 đây. Con cá rô của mình nè. Ui. Nóng. Nè, nóng quá Tiến ơi. Mình đem nó qua xong rồi mình thả cạo cái đen đen mấy cái sao. Đây nè. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp.
Rớt hết luôn. Rồi xong đây. Đó, giờ đem qua bên cạo cái dãy của nó ra. Ây da, nóng quá. Còn cái gô nè. Nhìn sơ không biết luôn á. Gô núp bóng đêm. Trời luôn. Cái này là thành bóng đêm thiệt luôn mà chứ núp bóng đêm gì nữa. Cái gô bóng đêm. Ôi. Nó khét nhưng mà cái thịt của nó vàng nữa nè. Mình sẽ có một cái tàu lá chuối khác để mình để mấy con cá lên. Rồi xong rồi, lấy tàu lá chuối cho chị đi tiên. Rồi về qua. Vậy là cá nướng của Vân đã nướng xong rồi nè. Chỉ còn thiếu một chén nước chấm nữa là ok. Đâu được. Ôi chứ cái nửa chén chanh này mà nước thì sợ luôn ha. Cá Vân đã nướng xong rồi, bây giờ thì cũng có nước chấm rồi. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha. Mình sẽ ăn cái con cá gô này trước. Cô chú anh chị có để ý không? Lần nào có cá gô chị ba cũng ăn cá gô chứ. Tại vì con cá gô nướng nó thơm với lại là cái thịt nó béo. Thấy khét khét vậy á chứ thơm lắm luôn. Đây. Nó thơm. Thơm quá. Là ngày hôm qua là chỉ được có một con cá gô này duy nhất nè. Em là tiễn nôm dính nè. Mời cô chú anh chị nha. Do là cái này á, nước chưa có lên nhiều, mình chưa có chạy máy được. Vài hôm nữa là mình sẽ chạy máy chứ mình không có còn kéo nữa. Tại vì kéo như vậy á thì nó tốn sức lắm á. Ngày hôm qua nôm vậy mà cũng xảy hết mấy con cá. Xảy ba con, một con nhỏ với hai con bự bắt lên rồi. À, chụp lại được một con. Đúng rồi. Cái mùi nước là Văn thích nhất là đi đẩy côn. Thì thích cái lúc mà có con cá nó chúi xong mình xuống mình nôm á. Ngon tuyệt. Mùa này mà ăn cá lóc nướng chui thì hết sảy luôn. Này. Sáng sớm hai chị em chán miệng mà uống cá lóc nướng chui. Nè, cái thịt cá rồi nè. Cái dàn côn nó không phải là Văn làm để kéo đâu. Nhưng mà đợi gì á, mình làm để vài bữa nữa mình đi đẩy côn á. Mà chưa có gáp cái cây vô được. Với lại là cái nước này á, mình chưa có chạy mấy được á. Nên là mấy chị em mới đem ra kéo. Chứ kéo gì á là nó tốn sức lắm, mệt lắm. Tại vì cái dàn côn nó nặng á. Chị coi là chị ba. Hồi cái vàng đó là mấy chục ký lận. Với lại mình ở trên xuồng á, mình nhìn xuống á, mình thấy cá nó dễ, thấy cá nó chuối hơn. Còn mình lội dưới nước đi theo á, thì nhiều khi á, mình lội nó lên sình á, cá nó cũng nhát, nó không có chuối nữa. Mà cũng có chuối nhiều khi mình lội tới cũng không thấy được nữa. Cái là nước chưa có lên đó nên là cá rô phi hồi năm rồi mình nôm cá rô phi rồi. Mà không thèm bắt đi với ông chú là không thèm bắt luôn. Hôm nay là hai chị em mình tự làm dàn côn rồi, này là có cá gì chú là bắt hết. Hôm nay ăn cắp được cái nghề gì con của ông chú rồi.
Không, chị thích ăn cái miếng mà có cá mà nó có, nó có dính cái miếng khác khác á, dính cái miếng khác khác á, ăn á nó nhẵn nhẵn nhưng mà nó ngon, nó thơm. Mình gỡ xương ra cái hết xương, mình chấm một cái một mình ăn luôn nó đã. Có cái da nó khét khét như vậy nè, chấm ăn nó mới ngon. Em muốn tương chanh nó chua. Cá này nó uống nôm tới mùa nước là chị để đi đẩy côn, thích nhất là đẩy côn. Chị đặt sợi dây, đặt sợi dây với lại đặt vớn mùa nước nổi á. Nhưng mà chị không thích đi đặt lú lắm nha, chị thích đi đặt vớn với đặt sợi dây với kéo côn mà đẩy côn mà đẩy côn là thích nhất. Sau đó là tôi đặt sợi dây rồi tôi đặt vớn, đặt cái lú á thấy nó nặng quá, mỗi lần kéo lên thấy nó nặng mà thấy cá nhảy quá đã bằng đặt vớn. Giống cá xèo xèo luôn á. Bây giờ đặt thì có nhiều cá mồi, cá bự nó chưa, nước nó chưa có nhiều, cá nó chưa có đi lắm. Có dưới sông á, dưới sông bây giờ thì có cá bự nè. Rồi cái ruột nó này đây. Bây giờ là biết ăn ruột cá rồi nên là sẽ không nhường cho ai hết. Còn một cá là chị ba? Ăn cá thôi. Cá rồi. Nó vàng. Cá mới đã. Nãy ăn mấy cái cà na giờ thấy gắn nhất rồi nhá. Mùa nước tới là có cà na. Hiểu rồi. Hồi nãy con cá thì thịt nó ngọt, cái muối mặn mặn. Mình ăn chanh vô đây hồi nãy giờ nè, nó chua ăn mình nhăn mặt luôn á. Người ta bẻ cá đẹp lắm mà sao lần nào chị bẻ nó cũng tè bè tét bét hết trơn. Ôi. Không phải tại chị nôn bẻ cho nó lẹ chứ chị không có từ từ. Đây. Còn. Cái thằng này là không nên bỏ. Còn thịt nhiều cho ngay á. Thêm cái này ngọt mấy cái này nè. Tại con cuối cùng rồi nên nó ăn thấy nó ngọt. Mấy con không, mấy con đầu ăn nhanh quá khi gắn nhanh nữa. Con này vừa chín nè. Tại vì con mấy con hồi nãy nó bị chín quá. Khô quá. Khô quá. Mấy con này nó trên lửa nè, nó táp ấy nè. À có thịt nó trắng à. Mấy con nãy nằm dưới gió. Trên gió. Ngọt thiệt, ngọt hơn mấy con nãy thiệt. Chấm muối chấm ít đó hả? Chấm nhiều thì nó ngon mà nó chua quá. Bữa nay thôi là không mưa nè, mới nướng được miếng chui đó. Chứ mưa bây giờ là không có lá để nướng luôn. Ngon thiệt. Lần này thì mấy chị em ăn đi kéo côn, chứ dài hôm nữa là cô chú anh chị mình sẽ được xem mấy chị em quăng đẩy côn. Mà đẩy côn thì mình chạy máy nó đỡ cực hơn, có lẽ là sẽ được nhiều hơn nữa. Đẩy côn là sáng sớm là mình đã đi rồi, còn kéo côn thì mình kéo khoảng buổi chiều cũng được, tại vì kéo ít thôi chứ kéo dài quá đâu có chịu nổi, hôm qua là đuối luôn không đi, nó nặng lắm. Mình nói sao mình đẩy cái vỏ mà mình lội theo mình còn thấy mệt nữa. Mùa nước nổi thì chị em Vân sẽ ra nhiều video hơn. Còn bây giờ thì video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Mong mọi người cho Vân xin một like và đăng ký kênh để có thêm động lực làm ra nhiều video hay hơn nữa nha.